Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Tối nay ngày 9 tháng 11 năm 2021, mình xin chia sẻ một số thông tin sau. Đầu tiên là báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch Covid-19 từ 19 giờ ngày 7 tháng 11 đến 19 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Tình hình xét nghiệm và trường hợp mắc mới ghi nhận từ 19 giờ ngày 7 tháng 11 đến 19 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Số ca mắc mới là 332 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021 lên 13.073 ca, ghi nhận tại các địa phương, đơn vị sau. Phần 1 là số liệu ghi nhận các ca mắc mới trong tỉnh, tổng số là 331 trường hợp, gồm thành phố Gạch Giá ghi nhận 60 ca dương tính mới, trong đó 7 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ tại cơ quan, test nhanh tại phòng khám đa khoa Trung Can, Thiện Mỹ, Bệnh viện Y học Cổ truyền, có địa chỉ ở phường Vĩnh Bảo, phường Vĩnh Hiệp, phường Vĩnh Lạc, phường Vĩnh Quang và phường An Bình. 22 trường hợp trong khu phong tỏa, 31 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Châu Thành ghi nhận 13 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Thành phố Hà Tiên ghi nhận 5 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Nhơn Trạch ghi nhận 28 ca dương tính mới, trong đó 21 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh sàng lọc cộng đồng, xã Ngọc Thuận, xã Long Thạnh, xã Hòa An và xã Thạnh Bình. 7 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Hòn Đất ghi nhận 22 ca dương tính mới, trong đó 7 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, thị trấn Sóc Sơn, xã Mỹ Lâm, xã Bình Sơn, 15 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Gò Quao ghi nhận 34 ca dương tính mới, trong đó 25 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh tại phòng khám đa khoa Sóc Ven, trung tâm y tế huyện và công ty Toàn Lộc, 9 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Tân Hiệp ghi nhận 13 ca dương tính mới, trong đó 3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh tại nhà, xã Tân Hội, xã Thanh Trị, 10 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện An Minh ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh sàng lọc cộng đồng, xã Văn Khánh Đông. Huyện Kiên Lương ghi nhận 17 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Vĩnh Thuận ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện An Biên ghi nhận 18 ca dương tính mới, trong đó 3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh tại nhà, 2 trường hợp có địa chỉ ở thành phố Gạch Giá, 1 trường hợp có địa chỉ ở An Biên, 15 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Kiên Hải ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện Giang Thành ghi nhận 2 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Huyện U Minh Thượng ghi nhận 36 ca dương tính mới, trong đó 3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua test nhanh tại nhà, xã Vĩnh Chánh, 26 trường hợp trong khu phong tỏa, 7 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Thành phố Phú Quốc ghi nhận 66 ca dương tính mới, trong đó 16 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 14 trường hợp có địa chỉ ở Phú Quốc, 1 trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh vào và 1 trường hợp ở huyện Tân Hiệp, 50 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Bệnh viện Lao Phổi ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp F1 được cách ly tập trung tại bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh ghi nhận 13 ca dương tính mới, lấy mẫu xét nghiệm các ngày 26 tháng 10, 29 tháng 10, 30 tháng 10, 31 tháng 10, 2 tháng 11 và 4 tháng 11 năm 2021, trong đó 3 trường hợp phát hiện tại cộng đồng qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên y tế tại bệnh viện có địa chỉ ở phường Vĩnh Lợi, phường An Hòa và phường Vĩnh Quang, 10 trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Phần 2 là số liệu ghi nhận các trường hợp mắc mới từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về. Tổng số ghi nhận trong ngày là 1 trường hợp, nâng tổng số ca mắc lên là 639 ca, trong đó huyện An Biên ghi nhận 1 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung từ Sóc Trăng về địa phương, nâng tổng số ca mắc từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về là 38 ca. Phần 2 la mã là số trường hợp mắc tại các đơn vị địa phương kể từ đầu dịch đến nay như sau: Bệnh viện Đa khoa 236 ca, Bệnh viện Lao Phổi 55 ca, Gạch Giá 4.631 ca, Dùm Ghiền 625 ca, Hà Tiên 1.180 ca, An Biên 160 ca, Vĩnh Thuận 317 ca,
Tân Hiệp 405 ca, An Minh 116 ca, Châu Thành 1552 ca, Kiên Hải 12 ca, Gò Quao 299 ca, Phú Quốc 947 ca, Hòn Đất 932 ca, Kiên Lương 1151 ca, U Minh Thượng 1440 ca, Giang Thành 131 ca, Bệnh viện Ung Bú 148 ca, Bệnh viện Y học Cổ truyền 2 ca, Bệnh viện Dã chiến Châu Thành 13 ca, Bệnh viện Bình An 20 ca, Bệnh viện Sản Nhi 1 ca, tổng là 13.073 ca. Tiếp theo là quyết định số 2728 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 8 tháng 11 năm 2021 quyết định phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định điều 1 phê duyệt kế hoạch số 3996 ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đính kèm theo kế hoạch với một số nội dung chủ yếu như sau. Bằng một nhỏ là mục tiêu chung, tăng diện bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng để chủ động phòng chống dịch COVID-19. Phần 2 là mục tiêu cụ thể, 100% trẻ em từ 15 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận tiêm vaccine phòng COVID-19. Trên 95% trẻ em từ 15 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vaccine phòng COVID-19. Thời gian từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2021 được chia làm 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu tiêm từ ngày 6 tháng 11 năm 2021 và kết thúc trước ngày 11 tháng 11 năm 2021. Đợt 2 bắt đầu tiêm từ ngày 28 tháng 11 năm 2021 và kết thúc trước ngày 3 tháng 12 năm 2021. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương sẽ lập kế hoạch và tổ chức tiêm bổ sung hoàn thành đúng thời gian quy định. Về đối tượng triển khai, tổng số đối tượng là 80.418 người, trong đó tiêm mũi 1 80.418 người, bao gồm nhóm đối tượng ưu tiên trẻ em từ 15 đến 17 tuổi, học sinh lớp 10, 11, 12, tổng số là 30.564 người, loại vaccine là Pfizer. Nhóm đối tượng ưu tiên trẻ em từ 15 đến 17 tuổi, ngoài cộng đồng, tổng số là 49.854 người, loại vaccine là Pfizer. Tiêm mũi 2 là 80.418 người, bao gồm nhóm đối tượng đã tiêm mũi 1, kế hoạch này trẻ em từ 15 đến 17 tuổi, học sinh lớp 10, 11, 12, tổng số là 30.564 người, loại vaccine là Pfizer. Nhóm đối tượng đã tiêm mũi 1, kế hoạch này trẻ em từ 15 đến 17 tuổi, ngoài cộng đồng, tổng số là 49.854 người, loại vaccine là Pfizer. Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Lưu Trung đã ký. Tiếp theo là quyết định số 2725 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định điều 1 thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau. Địa điểm: Tổ Nhân dân tự quản số 3, ấp Vĩnh Chánh, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, từ nhà ông Nguyễn Văn Bỉ đến nhà bà Nguyễn Thị Nhiên. Thời gian thiết lập kể từ 17 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch COVID-19, tối thiểu là 14 ngày. Điều 2, tổ chức thực hiện giao Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại địa điểm nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành, báo cáo và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh dỡ bỏ phong tỏa khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch COVID-19. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Chánh và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ 17 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021. Chủ tịch Lâm Minh Thành đã ký. Phần chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Cô chú anh chị em và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại.